Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cơ quan lâm nghiệp bang Uttar Pradesh phía Bắc Ấn Độ đã mở một chiến dịch truy bắt bầy sói khủng bố hàng chục ngôi làng trong nhiều tuần, khiến 8 người thiệt mạng, làm 25 người bị thương theo đó, truyền thông quốc gia Ấn Độ và hãng RT đưa tin, bốn con sói đã bị bắt trong chiến dịch kéo dài 72 giờ của 25 đội. Tuy nhiên, vẫn còn hai con sói chưa bị bắt dù chúng bị giám sát liên tục. Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, nhân viên lâm nghiệp và cảnh sát đã sử dụng công nghệ máy bay không người lái tiên tiến và thuốc an thần để bắt giữ các con vật ăn thịt người nói trên. Sau khi bị bắt, lũ sói sẽ được đưa vào vườn thú. Nhà chức trách cũng thực hiện các biện pháp để bảo vệ những ngôi làng bị ảnh hưởng gồm cả lắp cửa cho những ngôi nhà hiện chưa có cửa và nâng cao nhận thức của người dân. Ngày 29 tháng 8, các hãng tin của Ấn Độ đã công bố hình ảnh một con sói bị nhốt giữ. Trước khi chiến dịch săn lùng bầy sói diễn ra, người dân địa phương đã tổ chức tuần tra đêm. Các bậc phụ huynh trong vùng cũng ngừng cho con đến trường và phụ nữ được khuyên ở trong nhà. Mới đây, một đoạn video được quay trên máy bay từ sân bay quốc tế Don Muông ở Bangkok, Thái Lan đến sân bay Fukuoka, Nhật Bản đã viral trên các mạng xã hội. Chuyến bay rông bão đã liên tục lắc lư và rung chuyển dữ dội trên trời do ảnh hưởng của cơn bão san san đổ bộ vào nước Nhật. Trong video do chính hành khách quay lại, thân máy bay không ngừng rung lắc, liên tục cuộn lên, dịch chuyển trái, phải như tàu lượn siêu tốc trên không trung trong quá trình hạ cánh. Trước tình huống này, các hành khách đều vô cùng hoảng sợ, lo lắng. Có thể nghe thấy tiếng nhiều người la hét, khóc lóc trong video. Rất may mắn là sau đó, máy bay đã hạ cánh được xuống sân bay Fukuoka. Dù gặp nhiều khó khăn, vào khoảnh khắc hạ cánh an toàn, hành khách trên máy bay đã vỗ tay. Được biết, bão San San gây ra gió giật 252 km/h khi đổ bộ vào đảo Kyushu, phía nam Nhật Bản, trở thành cơn bão mạnh nhất từ đầu năm nay và là một trong những cơn bão lớn nhất đổ bộ Nhật Bản từ năm 1960. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cho biết bão đã suy yếu sau khi đổ bộ với sức gió tối đa là 162 km h Tuy nhiên, bão vẫn gây ra mưa lớn ở Kyushu và nhiều khu vực khác khi di chuyển chậm theo hướng đảo Honshu. Gió bão khiến một số căn nhà bị sập, trong khi mưa lớn gây lở đất vùi lấp một số khu vực. GMA cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa do mưa lớn có thể nhanh chóng gia tăng ở miền Tây Nhật Bản. Các hãng hàng không Nhật Bản đã phải hủy hơn 1.000 chuyến bay nội địa và quốc tế. Các nhà khai thác đường sắt đã tạm dừng hầu hết chuyến tàu cao tốc Shinkansen giữa Hakata của Kyushu và thành phố Tokyo. Reuters đưa tin nhóm chiến binh Jama Anusrat Un Islam Oa Al Muslimin ZNIM chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Tây Phi mới đây thừa nhận đã sát hại hàng trăm người khi họ đang tham gia đào một hào công sự gần thị trấn Basalogo ở miền trung Burkina Faso trong khi GNIM quả quyết rằng những người bị sát hại trong cuộc tấn công là thành viên lực lượng dân quân có liên kết với quân đội Burkina Faso. Người thân các nạn nhân khẳng định họ chỉ là dân thường đang đào hào phòng thủ theo yêu cầu của quân đội. Reuters mô tả sự việc ở Basalogo đánh dấu một vụ tấn công nguy hiểm nhất trong gần một thập kỷ qua tại Burkina Faso. Các nhân chứng tiết lộ các tay súng GNIM đã ập vào khu vực công trường rồi nã đạn điên cuồng vào những người đang làm việc bất kể họ là ai. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy rất nhiều người không kịp chạy trốn đã bị bắn gục, nằm đè lên nhau ngay bên trong chiến hào. Hầu hết các nạn nhân đều mặc quần áo dân sự bình thường, chỉ có một số ít mặc trang phục quân đội. Bà Salogo, cách thủ đô Oa Gadogu, của Burkina Faso khoảng 80 km. Bộ trưởng an ninh Burkina Faso Mahamadou Sana trước đó nhấn mạnh các lực lượng nước này đã phản ứng cương quyết với vụ tấn công, nhưng chưa rõ chi tiết. Burkina Faso là quốc gia Tây Phi có dân số hơn 22 triệu người, phần lớn theo đạo hồi. Khoảng một nửa diện tích lãnh thổ Burkina Faso hiện không nằm dưới kiểm soát của chính quyền. Các nhóm phiến quân ngày càng tiến hành nhiều vụ tập kích và đang tìm cách bao vây thủ đô. Tình trạng bạo lực là một trong các nguyên nhân dẫn đến hai cuộc đảo chính ở Burkina Faso vào năm 2022. Chính quyền quân sự ở thủ đô Ouagadougou đã cam kết sẽ chấm dứt các cuộc tấn công của phiến quân. Song đang gặp nhiều khó khăn để làm điều này dù đã xây dựng quan hệ hợp tác an ninh mới với Nga và các nước có chính quyền quân sự lãnh đạo khác ở vùng Sahel tại châu Phi. Lãnh đạo chính quyền quân sự Burkina Faso, Ibrahim Traoré đã yêu cầu người dân hỗ trợ quân đội, bảo đảm an ninh, bao gồm giúp xây hào ở các khu vực mà phiến quân đang tìm cách chiếm, trong đó có làng Basalogo. Từ năm 2015, các nhóm phiến quân thánh chiến có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã phát động nhiều cuộc tấn công tại Burkina Faso, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải di tản. Ông Abdul Malik Al-Houthi, thủ lĩnh lực lượng Houthi tại Yemen mới đây thông báo lực lượng hàng hải tuần tra thực hiện một số chiến dịch quan trọng, trong đó có đột nhập tàu Sonian, thêm rằng con tàu đã vi phạm lệnh cấm của nhóm về việc vận chuyển hàng hóa đến các cảng của Israel. Ông cho biết chiến dịch do hai tổ đội tiến hành và được chia thành hai giai đoạn, bao gồm phá hủy hàng hóa trên tàu và gài mìn làm nổ tung phương tiện. Lãnh đạo Hầu Thi nhấn mạnh đây là một chiến dịch táo bạo. Đoạn video được công bố cho thấy các chiến binh Hầu Thi đeo mặt nạ mang theo súng trường kiểu Kalashnikov lên tàu Sonian. Các ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt khi video chuyển sang cảnh quay vào ban ngày. Một bên thân tàu có các lỗ thủng lớn dường như là hậu quả từ các đòn tập kích trước đó của nhóm. Các chiến binh sau đó tiếp tục cài chất nổ ở phần đuôi tàu dẫn đến những vụ nổ lớn. Ít nhất 6 vụ nổ liên tiếp đã được ghi nhận trong đoạn video. Tàu dầu Sonian bị lực lượng Houthi tập kích bằng tên lửa UAV cảm tử ở ngoài khơi thành phố cảng Hodeida của Yemen vừa qua, làm bùng phát hỏa hoạn và khiến động cơ tàu mất điện. Aspis, lực lượng hàng hải của Liên minh châu Âu EU tại Biển Đỏ, tuần trước đã giải cứu thành công 25 thành viên thủy thủ đoàn. Con tàu bị bỏ lại và đang đối mặt với nguy cơ tràn dầu. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong nhiều tuần do Houthi thực hiện trong chiến dịch phá vỡ tuyến hàng hóa trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ đi qua biển đỏ mỗi năm. Chiến dịch nhằm phản đối Israel trong cuộc xung đột với Hamas ở giải Gaza, cũng như ngăn chặn một số chuyến hàng viện trợ tới Sudan và Yemen đang bị tàn phá bởi xung đột. Mới đây, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tiến hành vòng trao đổi chiến lược mới giữa hai nước hoàn nghênh cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan thăm Trung Quốc và tổ chức trao đổi chiến lược Trung Mỹ. Ông Vương Nghị cho rằng trách nhiệm chung của Trung Quốc và Mỹ là thực hiện nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được tại cuộc gặp ở San Francisco. Đồng thời đây cũng là nhiệm vụ chính của vòng trao đổi chiến lược lần này. Về phần mình, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Tổng thống Joe Biden cam kết quản lý có trách nhiệm mối quan hệ Mỹ-Trung để tránh cạnh tranh chuyển thành xung đột và hợp tác trong các lĩnh vực có lợi ích chung. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AFP, cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và cố vấn Jack Sullivan cũng đã chứng kiến những màn nắn gân nhau trong một loạt vấn đề. Trong đó, Ngoại trưởng Trung Quốc đã cảnh báo Washington không nên dung túng Manila xâm phạm các khu vực mà Bắc Kinh đưa ra yêu sách trên Biển Đông. Đáp lại, ông Sullivan tuyên bố Mỹ cam kết bảo vệ các đồng minh của nước này tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và bày tỏ quan ngại về các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông. Tiếp đó nhấn mạnh Trung Quốc chắc chắn sẽ thống nhất Đài Loan. Ông Vương Nghị cảnh báo Mỹ nên ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan và ủng hộ Trung Quốc thống nhất hòa bình. Ngoại trưởng Trung Quốc đồng thời nói thêm rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc và việc muốn Đài Loan độc lập sẽ tạo ra rủi ro lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Theo truyền thông Trung Quốc, ông Vương Nghị cũng thể hiện thái độ không hài lòng của Bắc Kinh trước việc Washington áp thuế đối với một loạt hàng hóa Trung Quốc và áp lệnh kiểm soát xuất khẩu nhắm vào các nhà sản xuất chip của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Mỹ nên ngừng gây nguy hiểm cho các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc. Ngoài ra, ông Sullivan nói với ông Vương về mối quan ngại của Mỹ liên quan chính sách thương mại không công bằng của Trung Quốc và sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Ông Sullivan nói, Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hành động cần thiết để ngăn chặn việc sử dụng các công nghệ tiên tiến của Mỹ trong việc phá hoại an ninh quốc gia của chúng tôi mà không hạn chế quá mức thương mại hoặc đầu tư. Chương trình của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.